Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mày. Và video này thì Khải có mua một cái đao tóc 20 và độc sát 34 của anh bé Nga gì đây. Anh có người trả anh giá 2,5 kim. Thì anh nói là nếu mà Khải mua thì bán cho Khải 2,5 kim luôn. Thì ok, thì đỡ Khải cho anh em xem cái đao đó. Chung là đao này mua để cho Thúy Yên đánh nè, đánh boss cho nó nhanh thôi, đỡ mất thời gian thôi đó. 20-34 thì cái đao này thì dành cho Thiên đánh boss thì khỏi phải nói rồi nè, đánh nhanh thôi đó. Nói chung là không biết là anh là anh nào, nhưng mà anh kêu là có hay xem stream của Khải này không, cũng hay xem stream của Khải mà mua bao nhiêu thì anh bán luôn, mà cũng có người trả 2,5 kim này nè, không không thì có người trả 2,5 kim này mà không bán, mà Khải thì bán luôn, bán cho Khải thì ok. Nói chung thì Khải nghĩ thì với cái đao này 2,5 kim thì nó tầm khoảng 150k miền đông, thì mua sử dụng cũng được anh em, không có gọi là gì là mất cả, mua thì thằng bạn đánh sân boss thôi đó. Rồi ok, nói chung là chốt đơn, chung là ok sẽ up sau đó. Nói chung là mua mua được cho Thủy Yên thôi, chứ cũng Khải cũng không có xài cái đao này làm gì. Khải lóc quạt Thủy Yên thì bỏ vào luôn, mua này cho Thủy Yên thôi. Hai chục các bạn thì yên, thì ông thì yên. À, đây là thì yên này. Nói chung là thì yên Khải bằng cái đao tóc không có tóc, cái đao Khải thì không có tóc. Thì yên thì đao này không có tóc nên là cũng muốn thay đổi cái đao một tí cho nó đánh cho nó khỏe nè, cho nó nhanh. Vấn đề là sừng boss cho nó nhanh này. Chứ cái đao của Thủy Yên thì chỉ có độc sát 35 thôi, không có cái dòng gì luôn, không có tốc độ, không có gì luôn. Là muốn mua cho Thủy Yên thôi, cũng để sừng boss cho nó nhanh thôi. Đó, vậy thôi. Thôi Khải mở đồ tím toàn xì đa thôi, nên là khỏi mua đi. Đó, chỉ có Thủy Yên cái đao tóc 20, sát 34 này thì sừng boss nó sẽ nhanh hơn. Rồi ok, đẹp luôn đó, em xem này đó. Thì Yên sẽ đổ khả đây 13 này đó, tóc 20 độc sắc 34 nó sẽ boss thôi em. Thì Thi Yên này thì ra bút tích ảnh thì nó sẽ đạt tóc 81 đó, được cái đao 20 với lại trong người tích ảnh là 65 thì nó sẽ được 85 tốc độ và nó sẽ được đạt mốc 81. Ok, chúc anh em xem video này thì đừng quên cho Khải cũng như bé Nga một like và chia sẻ nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Hóng siêu phẩm từ Thúy Yên nha anh em.